Việt Nam tôi đây 4.000 năm văn hiến, Việt Nam tôi đây bao gấm vóc núi sông, Việt Nam tôi đây luôn vững tiến thành công, Việt Nam ngày nay đã sánh bước năm châu. Tuyên truyền không chỉ trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài mà tuyên truyền bằng nhiều hình thức đối với toàn thể nhân dân trên thế giới, đóng góp vật chất, tinh thần để xây dựng, bảo vệ Việt Nam của chúng ta ngày càng tươi đẹp hơn. Đồng thời nhân dịp này, tôi cũng kính đề nghị Bộ Tư lệnh Hải quân đại biểu trong đoàn công tác số 8 thì cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã quyên góp ủng hộ Hải quân nhân dân Việt Nam một chiếc xuồng siêu quy trị giá trên 2 tỷ đồng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí đại sứ Ngô Hưng Nam lên có đôi điều chia sẻ về món quà ý nghĩa trên. Trân trọng kính mời. Cái chương trình kiều bào về với Trường Sa thân yêu và nhân dịp kỷ niệm 10 năm thì cộng đồng của người Việt Nam ở nước ngoài là cái hành trình mà hết sức quý báu, cộng đồng người Việt Nam nước ngoài đã quyết định chung tay góp sức để có một cái món quà có ý nghĩa để đánh dấu một cái chặng đường này. Và ngày hôm nay sau đây chúng tôi xin phép trao cái món quà đó. Đấy là một cái xuồng chủ quyền. Và cho đến giờ phút này thì chúng tôi đã nhận được cái số tiền là 2 tỷ 099 triệu từ 26 quốc gia. Và con số này sẽ có thể tiếp tục lên, tăng lên trong thời gian tới. Và cũng nhân dịp cái chuyến đi này thì còn có một cái món quà cũng rất ý nghĩa hơn nữa. Món quà tuy nhỏ nhưng rất có ý nghĩa. Là trước chuyến đi thì chúng tôi có nhận được một món quà là 3 cái cây bằng vuông gửi từ cộng đồng người Việt Nam từ Venezuela. 3 cái cây bằng này đã trải qua một chặng đường bay là 3 ngày mới về đến Hà Nội. Chúng tôi đang cầm và chăm sóc cái 3 cái cây này, tuy nhiên là lại không thể mang được ngay cho đến đồng bào quân và dân ở trên đảo bởi vì phải qua cái thủ tục kiểm dịch nữa.
cho nên là sẽ xin phép là sẽ sau khi hoàn thành cái thủ tục kiểm dịch thì sẽ chuyển đến cho đến các đồng chí sau. Trong đoàn ngày hôm nay thì là có 41 kiều bào từ 17 quốc gia, thì đây là một cái món quà ý nghĩa, và cũng xin mời đại diện của 17 quốc gia sẽ lên cùng với tôi để trao cái món quà này cho Hải quân Việt Nam. Đại tá Vi Văn Thanh, Vi Đức Thanh có tư lệnh muốn lên nhận món quà có ý nghĩa trên. Em là trưởng bưu điện đây à? Dạ. Ờ. Hay quá. Em tên gì? Dạ, em tên Phương. Em ơi, bưu điện bưu phẩm về đây gửi thế nào em? Cước phí thế nào? Dạ. Em bình thường à? Này, cột thằng cột này, cột thằng quân đội đúng không? Đâu, bưu điện Việt Nam đấy. Để mình lưu điểm cho anh, còn anh gửi không có hệ thống vận chuyển riêng của bưu điện. Ở đây có bưu điện Việt Nam. Tiến đi tiến. Dạ. Anh em mình là thư về đại sứ quán của mình. Ấy còn không lấy dấu đóng xong mình mang về. Mình tự mang về mình gửi. Đúng không? Được. Hai tí mình về mình cầm cái thư ấy gửi thẳng thôi. Đây là đồng chí. Anh em mình ở đây chị đấy. Bây giờ họ tên đầy đủ là gì? Các bác ngồi đây nhé, em vào Duy Phương ạ. Hả? Lê Duy Phương. Lê Duy Phương, đồng chí Lê Duy Phương là trưởng trạm trưởng bưu điện, cục bưu điện Việt Nam của đảo huyện đảo Trường Sa. Bưu điện Việt Nam. Hay quá, Lê Duy Phương. Nhưng mà như vậy là đây là cái công việc chính của Phương là gì? Dạ, công việc chính của em là em là cán bộ văn hóa xã hội. À, cán bộ văn hóa xã hội. Và kiêm nhiệm luôn. Thì Phương năm nay bao tuổi rồi? Dạ, em 30. 30 à? Có gia đình chưa? Dạ, chưa. Chưa thì chết rồi, chết rồi. Gia đình mấy năm rồi? Dạ, em đây được 4 năm. 4 năm. Thế quê ở đâu? Quê gốc đâu? Dạ, quê Khánh Hòa. Khánh Hòa là ở đâu, huyện nào Khánh Hòa? Ở huyện Ninh Hòa. À Ninh Hòa. Ninh Hòa, xã nào? Dạ Ninh Quang. Ninh Quang hả? Ninh Hòa. Quang là quê của đồng chí Tư, Khánh Hòa cũ đấy. Ờ, đồng chí Quang. Ninh Hòa nhiều quan lắm. Cả cái Ninh Hòa đấy rất nhiều quan chức của tỉnh là đa số từ Ninh Hòa ra. Quan trọng nhất là Phương một mí, hai mí đây. Em một mí đúng không? Hai mí. Nhắm lại thì hai mí. Đường giữa mỗi đường băng nhỉ, đó biển vậy. Bao lâu thì là Phương vô đất liền là năm dạ. Năm năm và là Tết hay là em không tùy theo mình. Thế em là thuộc sở văn hóa nhỉ, phải không? Dạ. Thuộc sở văn hóa này. Dạ, em ủy ban của ban tỉnh à? Ủy ban chấm. Ở đây là. Chủ tịch là anh Hải đúng không? À, đó là ông Hải là chủ tịch huyện. Chủ tịch huyện đấy. À, thị trấn. Thế ai là chủ tịch thị trấn này? Ở đây anh Hưng chủ tịch huyện. Anh Hưng đang phát biểu đây. Anh Hải là chủ tịch huyện Trường Sa đúng không? Em là cán bộ văn hóa xã. Đây hội đồng nhân dân huyện đây này, à thị trấn này. Tối là có văn nghệ trường sa giống như chợ giống như chính trường sa, giống như chính đặc biệt là có ngày. Chính trường sa rồi. Nơi trang nghiêm nhất nhà Phương, thường phải để chỗ cao cao lên. Đây chữ ký rất đặc biệt. Đây. Chú Quang Trường đã họa xong một tấm ảnh chân dung
của cán bộ Lê Duy Phương, giám đốc sở bưu điện. Ôi, tên đồng nó hói cái tên mà sao anh Mỹ không có hói anh. Lê Duy Phương. Lê Duy Phương. Cán bộ văn hóa. À, bây giờ. Giờ là lấy mộc của bưu điện đã đóng liền Phương ơi. Rồi, đóng liền cho nó trúng ngày đúng giờ. Đây, đây. Rất vui được trở lại với bưu điện Việt Nam. Rồi, không vấn gì đồng chí Lê Duy Phương đi chứ. Rồi, đã có trò chuyện rồi. Phương lấy cái điện thoại chụp tấm hình ở lại. Đây, đây. Rất vui được trở lại với bưu điện Việt Nam. Rồi, không vấn gì đồng chí Lê Duy Phương đi chứ. Rồi, đã có trò chuyện rồi. Phương lấy cái điện thoại chụp tấm hình ở lại. Dân tộc để yêu thương tổ quốc của tôi, dân tộc của tôi là Việt Nam mến yêu, dẫu có đi xa luôn mong ngày